Vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh, võ sư Leo Au Yeung, người biên đạo võ thuật chính cho phim Diệp Vấn, cùng với các chuyên gia đến từ Anh Quốc đã có buổi giao lưu và giảng dạy Vịnh Xuân với các môn sinh thuộc câu lạc bộ Vịnh Xuân Hồng Kông Sài Gòn tại nhà tập luyện Phú Thọ quận 10. Tham gia buổi giảng dạy của võ sư Leo Au Yeung có sự góp mặt của 50 môn sinh đam mê môn võ Vịnh Xuân. Trong chuyến đi đến Việt Nam lần này, võ sư Yeung sẽ có 2 buổi hướng dẫn kỹ thuật bao gồm quyền và binh khí. Tại buổi giảng dạy, võ sư Leo Au Yeung đã hướng dẫn các môn sinh những kỹ thuật liên quan đến lực đấm, tấn pháp và phương pháp giữ thăng bằng trong Vịnh Xuân. Theo võ sư Leo, thăng bằng là một trong những yếu tố quan trọng nhất mà mỗi người luyện Vịnh Xuân đều phải ghi nhớ. Dưới sự hướng dẫn của võ sư Leo và các chuyên gia nước ngoài, môn sinh của Vịnh Xuân Hồng Kông Sài Gòn đã có những trải nghiệm thú vị đối với những kỹ thuật mới. Võ sư Leo Au Yeung chia sẻ, tôi chọn đến Việt Nam để quảng bá và giảng dạy Vịnh Xuân vì cảm nhận được niềm đam mê võ thuật của các bạn ở đây rất lớn. Đa số các bạn đều ham học hỏi và mong muốn tìm hiểu sâu hơn về môn võ có lịch sử lâu đời này. Được biết, võ sư Leo Au Yeung sinh ra và lớn lên tại Hồng Kông. Ông bắt đầu tập luyện Vịnh Xuân từ năm 1995 với Diệp Chuẩn, con trai của Diệp Vấn. Tính đến nay, ông đã theo học Vịnh Xuân được hơn 20 năm. Leo Au Yeung được công nhận là bậc thầy cung phu với phong cách đa dạng, thành thạo nhiều môn võ gồm Vịnh Xuân, Thái Cực, Hồng Gia Quyền, Kickboxing. Hiện ông đang trực tiếp giảng dạy tại trường võ thuật London Wing Chun. Trong sự nghiệp của mình, võ sư Yeung từng làm biên đạo võ thuật cho bộ phim Diệp Vấn nổi tiếng. Năm 2008, đạo diễn Diệp Vĩ Tín đã mời ông về Hồng Kông kết hợp với Hồng Kim Bảo để chỉ đạo võ thuật chính cho bộ phim Diệp Vấn, một trong những tác phẩm thành công nhất sự nghiệp điện ảnh của Trần Tử Đan. Nối tiếp thành công đó, ông tiếp tục được tin tưởng để chọn làm biên đạo cho bộ phim Diệp Vấn tiền truyện, kể về thời niên thiếu của Diệp Vấn. Leo Au Yeung được hợp tác và làm việc chung với nhiều ngôi sao gạo cội của điện ảnh Hồng Kông như Trần Tử Đan, Hồng Kim Bảo, Nguyên Bưu, Đỗ Vũ Hàn. Theo võ sư Yeung, để biên tập và đưa Vịnh Xuân lên màn ảnh ảo diệu như khán giả xem phải mất nhiều thời gian vì diễn viên là những người không chuyên về võ. Ông phải nghiên cứu kỹ từng chiêu thức và áp dụng phù hợp cho từng phân đoạn để cho ra những thước phim hoàn hảo nhất. Tại buổi giảng dạy, võ sư Yeung cho rằng mỗi môn võ đều có những đặc điểm hay riêng của nó. Vịnh Xuân rèn luyện sức khỏe, sự thăng bằng, dẻo dai trong cơ thể. Tính hiệu quả trong giao đấu đó là cả một quá trình và còn tùy thuộc vào người tập luyện. Do đó, mọi người cần chuyên tâm tập luyện để rèn sức khỏe, chứ đừng đặt nặng nhiều đến yếu tố chiến đấu vì nó thuộc về một phạm trù khác. Trước kia là mình có thời gian làm việc ở bên Hồng Kông, có một thời gian học bên đó và tham gia các cái lớp tập của các cái bạn bên Hồng Kông. Sau đó là có quen với một người bạn của ông này và ông này ông giới thiệu. Thì mình muốn là có một người ở bên Hồng Kông về đây để giới thiệu chung về cái bộ môn này. Có thể là cái Vịnh Xuân này nó hơi khác cái dòng của Việt Nam một tí xíu, không khác nhiều. Mỗi dòng có một cái hay riêng, dòng Việt Nam có cái hay riêng, dòng Hồng Kông có hay riêng. Chúng tôi muốn mời ông về để chúng ta trao đổi thêm về học thuật.